Chào mừng bạn đến với phần bài học cài đặt và quản trị fanpage. Thì phần này chúng ta sẽ học cái cách để chúng ta cài đặt một fanpage như thế nào và quản trị nó ra sao, làm sao cho hiệu quả nhất. Thế thì đầu tiên ấy, thì chúng ta làm xong fanpage rồi thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh ở trên này, đó chính là hình ảnh banner ở trên này. Ở những phần bài học tiếp theo tôi sẽ có một phần là hướng dẫn các bạn thiết kế hình ảnh sao cho phù hợp. Thì trước tiên chúng ta chưa đến phần bài học đó, chúng ta cũng có thể thử cho thêm hình nào đó để cho lớp chỗ trống này. Kích thước của cái banner này là 851 x 315 pixel. Đó. Tôi có thể tìm một cái hình ảnh nó có dạng như thế. Chính xác này, 851 x 315 pixel. Đây tôi sẽ lấy một ví dụ một cái banner nhất định chúng ta sẽ dùng nó. Ví dụ cái này. Thêm ảnh tải lên. Lưu ý rằng cái phần này thì chúng ta nên có đầy đủ thông tin về cửa hàng, về shop, về địa chỉ này, về số điện thoại trên này, để người ta khi mà truy cập vào fanpage của bạn ấy, người ta sẽ thấy luôn số điện thoại rồi người ta đỡ phải kéo xuống dưới này thì rất là rắc rối, mất thời gian họ tìm hiểu mà. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao để chúng ta có phần cài đặt về quản trị cái fanpage này ra sao. Thì các bạn chọn vào phần menu cài đặt ở đây. Ở đây menu cài đặt thì nó sẽ có rất nhiều chức năng để hỗ trợ chúng ta trong việc quản trị cái fanpage này. Thì đầu tiên là cài đặt chung. Phần yêu thích này thì cái này chính là thêm một yêu thích của trên nick cá nhân của bạn thôi. Cái này không quan trọng, chúng ta có thể bỏ qua. Tiếp theo chế độ hiển thị trang. Trang đã đăng và trang bỏ đăng. Bỏ đăng thì chúng ta sẽ không chạy nữa, không làm gì nữa thì bỏ đăng. Nhưng mà bình thường chúng ta không bao giờ làm điều này. Bỏ qua. Đây, bài viết của khách cho phép khách truy cập trang đăng bài viết, cho phép đăng ảnh video. Cái phần này thì cho phép họ đăng lên nhưng mà nó chỉ hiển thị ở cột bên phải của fanpage mà thôi. Hiển thị ở cột bên phải fanpage thôi. Do vậy là không ảnh hưởng gì đến việc là chúng ta sẽ làm fanpage như thế nào. Thông thường nó sẽ hiển thị ở một cột bên 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 này. Đấy, bài viết của khách đây, khu vực này. Nó sẽ hiển thị ở đây. Do vậy không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của bạn. Có thể là họ sẽ hỏi vài câu hay là họ đăng cái gì đấy, họ hỏi đáp về hàng hóa của bạn thì bạn cứ để cho họ đăng như vậy. Còn nếu bạn không cho phép thì bạn sẽ kích vào phần không cho phép người khác đăng bài viết trên trang. Đó. Đánh giá, bất kỳ ai có thể đánh giá trang này. Đánh giá chính là phần này. Đây, đánh giá đây. Rating 5 sao này, 5 star này. Cái phần này thì càng nhiều 5 sao thì page của bạn càng uy tín và càng nhiều check-in cũng càng uy tín hơn. Thì đầu tiên là 5 sao trước. Số bán hàng rất tốt, chất lượng cao. Đó, ví dụ thế chúng ta sẽ rating 5 sao. Đây. Các bạn khi bắt đầu kinh doanh thì nên nhờ bạn bè rating 5 sao một vài thông tin trên này để cho tạo ra sự uy tín trước cho cái khách hàng. Khi mà truy cập vào fanpage này họ sẽ thấy được rằng là có những người họ đã từng mua hàng rồi, họ để lại những cái tin nhắn, những cái nội dung đánh giá khá là tích cực. Đối tượng của bảng tin và chế độ hiển thị của bài viết cho phép sử dụng tùy chọn đối tượng bảng tin và chế độ hiển thị của bài viết trên trang này. Tức là sao? Bình thường nếu bạn đăng bài như này thì chức năng của nó sẽ chỉ hạn chế như này thôi. Tuy nhiên, nếu mà bạn thêm cái phần này thì nó sẽ giúp chúng ta trong việc là giới hạn được cái đối tượng sẽ hiển thị đăng bài. Đây, tôi sẽ lốt lại trang này. Đó, chúng ta sẽ thấy một cái nút menu thêm ở đây là thu hẹp đối tượng tiềm năng trên bảng tin của bài viết này. Thì cái phần này chúng ta sẽ được lựa chọn đối tượng sẽ nhìn thấy. Và nếu mà những đối tượng nào không nằm trong cái vùng chúng ta được tiếp cận, chúng ta ghi tiếp cận như này thì họ sẽ không nhìn thấy viết luôn. Đó. Sở thích ở đây, ví dụ sở thích đây. Giày chẳng hạn. Giày này. Tuổi ví dụ chúng ta chỉ bán cho từ 22 cho đến 33 tuổi thôi, tất cả nam. Vị trí Hà Nội. Đấy. Lưu. Thì đây chúng ta sẽ đăng bài viết theo đối tượng này và chỉ đối tượng này mới nhìn thấy bài viết này trên fanpage này thôi. Đó, chúng ta giới hạn những đối tượng sẽ xem bài viết. Ví dụ các bạn đang bán rượu thì chúng ta có thể là
loại bỏ đối tượng dưới 18 tuổi để không cho họ nhìn thấy những nội dung 18 lớn 18 tuổi mới được xem. Đó. Còn nếu mà chúng ta sẽ tắt phần này đi thì nó sẽ không hiển thị nữa. Không hiển thị nữa. Ok. Tiếp theo. Tin nhắn cho phép mọi người vào trang liên hệ riêng với trang của tôi. Tất nhiên rồi, tin nhắn rất quan trọng cho việc bán hàng, phải có. Khả năng gắn thẻ, cho phép người khác gắn thẻ ảnh và video. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cho phép người khác gắn thẻ để họ có tác được cái fanpage của chúng ta vào, để chúng ta có thể lan truyền được cái thông tin sản phẩm của chúng ta tới bạn bè của những người tag này. Người khác gắn thẻ, ok, giới hạn quốc gia. Cái này thì không quan trọng lắm, bởi vì chúng ta kinh doanh ở Việt Nam, chúng ta không giới hạn gì cả, để nguyên. Giới hạn tuổi, ví dụ trang của bạn đang bán một mặt hàng dành cho những người trên 18 tuổi thì chúng ta nên chọn phần này. Đó. Còn không thôi chúng ta sẽ hủy, không cần dùng tới. Kiểm duyệt trang, chặn bài viết hoặc bình luận chứa những từ sau. Thông thường là sẽ có những rất nhiều khách hàng, người ta sẽ nói những từ thô tục ở đây, chúng ta sẽ chặn từ khóa ấy luôn. Ví dụ những từ khóa thô tục này. Ví dụ những từ khóa rất là thô tục này. Đấy, bạn thấy từ khóa rất là thô tục. Ví dụ vậy, tôi sẽ ghi vào đây. Ví dụ vậy. Bộ lọc những lời tục tĩu. Ở đây thì Facebook nó sẽ có một cái danh sách những một vài từ khóa tục tĩu của nó có sẵn rồi. Thì bạn có thể bật lên cũng được, còn không chúng ta để tắt, không quan trọng phần này. Gợi trang tương tự bao gồm Taki Gia Nam. Khi gợi ý các trang tương tự, mọi người có thể thích trên dòng thời gian của trang. Chúng ta có thể tắt đi, không cho gợi ý trang tương tự nữa. Có thể nhớ đâu nó lọt vào trang đối thủ thì cũng rất là nguy hiểm. Đăng bằng nhiều ngôn ngữ, cái phần này thì nó giống như cái trang page Coca-Cola. Cái này thì nếu bạn truy cập trang Coca-Cola ở Việt Nam thì nội dung của nó sẽ là tiếng Việt, còn nếu bạn truy cập trang Coca-Cola ở nước ngoài thì nó sẽ tương ứng với ngôn ngữ bạn đang sử dụng. Đấy. Cái này thì là chúng ta đăng bằng nhiều ngôn ngữ thì khi mà đăng nó sẽ có lựa chọn về ngôn ngữ khác nhau. Nhưng mà chúng ta chỉ kinh doanh tại Việt Nam thôi, vậy chúng ta sẽ bỏ qua phần này. Xếp hạng bình luận, xem các bình luận có liên quan nhất theo mặc định để mặc định này. Nhận xét có nhiều lượt thích hoặc phản hồi nhất sẽ xuất hiện ở vị trí đầu tiên. Tức là những bình luận nào có nhiều lượt like, nhiều lượt comment bên dưới nhất thì nó sẽ lên top. Đấy. Phần này cho vào đây cũng được vì có thể là liên quan đến một số cái mini game chúng ta sẽ làm sau này để quảng cáo cho fanpage của bạn. Phân phối nội dung, tải xuống, cấm tải xuống. Tải trang xuống, hợp nhất trang, loại bỏ trang, xóa trang, cái này những cái này không quan trọng chúng ta sẽ không bao giờ dùng tới. Đó chính là cái đầu tiên về cài đặt chung. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến phần cài đặt về nhắn tin. Cái phần này thì rất là quan trọng trong cái việc là chúng ta sẽ nhắn tin tự động tới khách hàng khi mà chúng ta vắng mặt hoặc là khi mà chúng ta sẽ cần một kiểu dạng trợ lý nhất định. Thì đầu tiên là về hỗ trợ phản hồi nhé. Thì duy trì trạng thái tích cực khi bạn không thể truy cập máy tính hoặc điện thoại. Hãy cho khách hàng biết rằng bạn sẽ trả lời sớm và giữ tỷ lệ trả lời của mình bất kỳ lúc nào bạn vắng mặt. Cái phần này thì chúng ta sẽ xem được rằng là khi mà chúng ta không online thì nó sẽ có một cái tin nhắn tự động khách hàng nhắn tới. Xin chào Minh, cảm ơn bạn đã nhắn tin. Hiện tại chúng tôi không có ở đây nhưng chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn. Ví dụ nhé. Đây, ví dụ tôi vào fanpage của tôi chẳng hạn. Tôi sẽ nhắn một cái tin nhắn đi. À, cái này đang quản trị rồi, sẽ phải dùng nick khác. Tức là khi mà bạn nhắn tin vào page của tôi ấy, thì nó sẽ có một cái tin nhắn tự động. Đây, ví dụ đây. Tự động. Đây. Chào bạn, có câu hỏi hay thắc mắc có thể hỏi luôn ở cô ngay SMS tới số điện thoại này. Tức là ở đây là bạn sẽ thấy được rằng là khi mà có những cái người họ nhắn tin vào fanpage ấy, thì nó sẽ tự động trả lời ngay lập tức bất kể chúng ta online hay offline. Đấy. Đây. Cái này thì trong trạng thái tích cực là đang vắng mặt thì chúng ta sẽ nhắn tin như này. Đấy. Có thể thay đổi lại nội dung tin nhắn. Cái này chính là tag cái tên của khách hàng nhé. Gửi trả lời nhanh đến bất kỳ ai nhắn tin cho Trang. Đấy là phần này tôi chọn này. Bất kỳ ai nhắn tin, cho dù tôi online offline đều nhắn tin như vậy hết.
Y chang vậy. Tiếp theo có thể chúng ta thêm một cái gọi là lời chào. Lời chào thì phần này tức là nó sẽ hiển thị ở phần này. Đấy, khi mà bấm vào nút inbox ấy, thì nó sẽ có một lời chào ngắn ngắn như vậy. Chúng ta thêm vào. Thì thông thường là nếu mà bạn bận thì bạn sẽ chỉ nên để cái phần ở trên này thôi. Online bạn ấy nói chuyện trực tiếp với khách hàng. Tôi thì tôi không online nhiều, tôi không để ý nhiều nhiều việc, do vậy là tôi bất kỳ ai vào trang tôi cũng để một cái tin nhắn y chang giống nhau như vậy. Đấy. Nếu của bạn bán hàng online thì bạn nên để cái phần này thôi. Khi mà chúng ta sẽ không online buổi đêm ấy, khi người ta nhắn tin thì trả lời một tin nhắn như vậy. Đại loại như là chào bạn, hiện tại bây giờ hệ thống của tôi đang nghỉ. Bạn có thể để lại lời nhắn đặt hàng hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới số điện thoại, nhắn tin tới số điện thoại này. Đấy. Chúng ta sẽ để như thế để khách người ta ghi nhớ. Tiếp theo về chỉnh sửa trang này. Chỉnh sửa trang thì chúng ta sẽ chỉnh sửa các cái phần ở đây. Đây. Đây có những dạng hiển thị này. Chính trị gia đánh bạc hàng cà phê này. Tiêu chuẩn thì dạng như này. Dịch vụ chuyên nghiệp thì nó dạng kiểu kiểu như thế này. Đề xuất này. Địa điểm như này. Đánh bạc này, chúng ta bỏ qua đánh bạc luôn. Chính trị gia này. Nhà quán cà phê này. Đấy. Thì nó sẽ hiển thị các nút như này, các menu dạng như này. Đấy. Chúng ta nếu mà áp dụng các cái mẫu ở đây thì đây, được đề xuất thì dạng như này chẳng hạn. Thử áp dụng mẫu nhé. Nó vẫn tưởng tượng như vậy, chúng ta chưa có những bài đăng nhiều nên ra là chưa hiển thị nhiều thông tin. Đấy. Dịch vụ này. Dịch vụ ở đây, thêm một dịch vụ ở đây này. Đấy, bạn có dịch vụ gì bạn thêm vào. Cửa hàng này. Cửa hàng thì phần bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn để cài đặt cái cửa hàng của bạn. Đánh giá ảnh video này. Đấy, photo này. Thêm một tab nữa, bạn có thể thêm một cái tab gì đấy. Có đường link chẳng hạn. Đấy. Sao chép được. Đó. Chỉnh sửa trang một chút thôi. Rồi, tiếp theo là thuộc tính bài viết này. Cái này thì chúng ta để nguyên phần này. Đăng với tư cách nào đấy. Rồi, thông báo này. Chúng ta sẽ nhận thông báo gì ở trên notification này. Thông thường là sẽ thông báo về cái bình luận chúng ta bật lên. Đấy. Khi có người bình luận mới thì sẽ hiển thị trên notification của chính Facebook của bạn. Nhận thông báo mỗi khi có hoạt động trên trang, nhận thông báo mỗi khi 12 24 giờ hoặc tắt để nguyên. Nếu bạn muốn nhận thông báo liên tục thì để như này. Đó. Vai trò trên trang. Ở phần này bạn có thể thêm được những người khác vào đây vai trò để quản trị fanpage của bạn. Ở vai trò quản trị viên là vai trò tối cao nhất và cái vai trò này có khả năng đá bạn ra khỏi cái fanpage này. Biên tập viên thì vai trò thấp hơn và sẽ không có khả năng đá những người khác, vẫn được đăng bài, vẫn được chạy quảng cáo như bình thường. Người kiểm duyệt thì là người chuyên duyệt thông tin, duyệt nội dung, duyệt bài. Nhà quảng cáo là người chỉ quảng cáo thôi và không có chức năng nhiệm vụ nào khác. Nhà phân tích chỉ được đọc chỉ số thôi, còn các chức năng khác không được xem. Đó là những chức năng. Tôi khuyên các bạn thì nên set những người khác ở chế độ biên tập viên thôi. Người hoặc trang khác. Cái phần này ấy, chúng ta sẽ hiển thị những người đã like fanpage của bạn rồi và bạn sẽ xem ở đây và bạn có thể block họ, bạn set quản trị viên cho họ tùy ý, mong muốn ở phần này. Đối tượng yêu thích của trang này, cái này thì chúng ta sẽ không cài đặt nữa bởi vì là chúng ta sẽ có nhiều chiến dịch kinh doanh khác nhau, nó không giống nhau, chúng ta không cài phần này. Ứng dụng đấy, chúng ta có ứng dụng thì chúng ta sẽ đăng lên trên này, còn không có chúng ta bỏ qua phần này. Instagram chúng ta bỏ qua, nổi bật này. Nổi bật thì chúng ta thêm các chủ sở hữu trang nổi bật thôi ở phía bên trái trang của bạn thôi, nhưng mà cái phần này thì không nên cho đăng chéo này. Đăng chéo là một cách để chia sẻ video trên nhiều trang, chia sẻ video nhé. Đăng chéo chỉ có thể xảy ra giữa các trang đã thêm lẫn nhau. Bạn kiểm soát video nào mình mong muốn đăng chéo. Khi một trang đăng chéo video của bạn, bạn có thể xem thông tin chi tiết của video cho bài viết của mình. Đấy. Đăng chéo trên những trang khác nữa. Đó. Thì đó là phần cài đặt cơ bản.
Chứ còn về cài đặt chung ấy thì bạn sẽ được xem cái phần cài đặt này, chúng ta chỉnh sửa lại thông tin chúng ta vừa đăng ký. Đây phần giới thiệu này chính là phần sửa lại. Ở phần này bạn kích vào phần thông tin trang, có thể sửa lại được tên fanpage này, sửa tên này, sửa các thông tin liên hệ vân vân, rất là nhiều thông tin đây chúng ta sẽ sửa lại được. Đó. Thì ở đây là chúng ta sẽ có thể chỉnh sửa lại cái tên, đường link, rồi là website, rồi địa chỉ, rồi thời gian làm việc vân vân về fanpage này. Ở phần học tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta cài đặt cửa hàng kinh doanh ở trên fanpage này. Cảm ơn các bạn.